shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo ủ ấy. Có một đứa nó vừa chạy qua người mình luôn mới căng chân nghe. Át đủ chân nghe, sao vậy bạn? Ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái trận rank đua cùng với gấu anh em ạ. Anh em thấy chưa? Nhìn quả tên SK vợ sĩ kẹo là anh em cũng biết được rồi nhé. Xin chào mọi người. Hôm nay xem cố gắng leo rank cùng gấu kiếm lấy trận số 1 nha anh em. Không biết là ngoài này thì còn ai nữa hay không nhỉ? Nhưng mà kiểu này là hiện tại thì không còn ai đâu. Ba lô đang đầy quá nên là vứt bớt đồ đi để cho gấu cái ba lô ba này. Em ơi, vào chỗ này mà lấy ba lô ba này em ơi. Phương anh ơi, nãy bảo đây. Cơ bản là bây giờ kẹo sẽ chờ gấu vào để lấy ba lô ba đã anh em ơi này. Đồ nhiều lắm luôn này em ơi. Xong chưa em? Ok, dùng lại cái ba lô 2 của gấu vậy. Hello hello và từ từ đã anh em ơi. Không biết là bây giờ thì chúng ta nên chạy theo cái phía nào nhỉ? Thôi kệ anh em ơi, cứ chạy theo gấu là được rồi. Người ta sẽ hay bảo là cùng em đi qua bao đại dương, cùng em đi qua bao con đường. Thôi thôi anh em ạ, kẹo hát thì kẹo hát vui thế thôi, chứ còn là hát đâu có hay đâu anh em. Hát nhiều anh em lại bới cho đấy chứ. Ok anh em, và lợn lờ qua cái phía này coi. Ở cái phía này thì kẹo vẫn chưa thấy là có ai cả. Các bạn là đây nó là cái khu mỏ đá mà thôi anh em ơi, nên là đơn giản là nó sẽ có rất là ít người nhá. Đây ok, tiếp tục chạy theo gấu và ở đây các bạn có thể thấy được rằng là đây là đang phía NE nhá. Wow, tầm này là anh em đã chủ yếu là có được 2 tuần nghỉ hè rồi, còn kẹo thì vẫn chưa có ngày nghỉ hè nào. À đâu. Thật ra thì kẹo nói xạo với anh em thôi, chứ còn là 2 ngày vừa rồi thì tôi mới đi chơi Đà Lạt về các bạn ạ. Đây, phía này thì wow, đậu xanh. Chúng ta sẽ lại có thêm được đạn súng trường nhé anh em. Ok, chạy theo gấu tiếp nào anh em ơi. Và các bạn có công nhận là ở cái khu này thì anh em kiếm người nó lại khó khăn quá nhỉ. Đây, ngồi canh cho gấu ăn nấm nhá. Bình thường không biết là anh em hay chạy bo cùng ai, chứ còn là tôi toàn chạy bo cùng gấu thôi à. Có phóng liệu này em. Đơn giản là gấu thích chơi phóng liệu nên là nhường luôn anh em ạ. Chúc tôi thì đâu ngại gì đâu. Lên trên này cái coi. Ở bên trên này thì kẹo nhìn xung quanh là vẫn chưa thấy ai cả đấy. Ok, không sao, mình vừa trang bị được một cái ống ngắm 4x vào ngay khẩu SK. Và ở đây thì có lại cả đó là MP40 nữa thì quá ổn. Anh em thấy ổn chưa? Riêng kẹo thì thấy là mắc ổn rồi nhé anh em ơi. Đơn giản là anh em có cái combo SK này thì sấy phải gọi là thôi rồi. SK cộng với ống ngắm 4x sẽ là một combo giết người hàng loạt nhé anh em. Wow, để kẹo thử qua cái phía này coi. Đậu xanh. Phía này nó cũng vắng vãi trưởng luôn các bạn ơi. À đù, thật sự là khó hiểu à. Bên này vẫn chưa có gì đâu nhá mọi người ơi. Mặc dù là kẹo vẫn đang cố gắng chạy vô cùng là tích cực, nhưng mà đậu xanh. Người tính thì lại không bằng trời tính, và vẫn chưa có thêm được mạng thứ hai nữa cơ. Hơi bị mệt mỏi rồi nha. Ok, mình vừa lật được một cái báng súng level 2 này. Mọi thứ đang rất là ổn, máu thì đang đầy, đó là 200 trên 200 luôn. Có bên này một xíu nhỉ anh em ơi. À đù, có một cái ký hiệu bắn súng ở ngay bên phía tay phải màn hình nhá. Thật ra thì kẹo không có quan tâm lắm, đơn giản là nó hơi xa anh em ạ. Đây ok, lượn lờ xung quanh cái khu này cái đã. Wow. Ủa em ơi làm gì vậy? Hiện tại thì chỉ còn lại có 22 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Kiểu như là các bạn ấy kêu nhau nhanh quá anh em ạ. Đâm ra là ngày hôm nay thì kẹo lại ít kêu rồi, thế lại hơi buồn rồi nhá. Ok ok, chúng ta sẽ qua cái phía này coi và để xem là chúng ta sẽ có được những cái món gì nào anh em. Có xe máy này. Hình như là gấu cũng chạy qua để lấy xe máy thì phải. Á đù, anh nghe từ chưa?
cặp đôi đua xe luôn nhé, chứ ngại gì mà không đua hả anh em? Đua xe với kẹo không anh em? Còn kẹo thì sẽ không đua xe với anh em mà đua xe với gấu nhá. Đấy, nói vui với anh em thế thôi, chứ còn là lấy xe máy đi săn mạ cho dễ nha. Ủa ấy, đậu xanh. Ok, đơn giản, nốc luôn nhé em ơi. Ăn sao nổi hả em? Ok. Anh em thấy là nó có easy không ạ? Khi mà mình đã có được mạng thứ hai rồi. Đây, các bạn là loot đồ nó nhanh cái anh em ạ, để đỡ bị can sọ. Không kiểu như là kẹo mà loot đồ là kẹo mở full cái ba lô lên thì cái khả năng can sọ nó khá là cao đấy. Khả năng bị cái địch can sọ đấy anh em. Ok, mọi thứ đều ổn. Đây, câu nào nếu mà kiếm được một cái con xe ô tô hai chỗ thì chúng ta sẽ có thể là chạy nhanh hơn. Giảm thanh thì mình sẽ trang bị vào luôn MP40 à đâu. Nhầm anh em ạ, trang bị vào Scar nhá. Nói đùa với anh em chứ súng trường Scar làm gì mà trang bị được gì đây anh em? Làm gì mà trang bị được giảm thanh? Kẹo đùa với anh em thôi. Đây, chúng ta sẽ qua cái phía này. Wow. Em ơi, em xem là ở trên có ai không vậy, để anh chạy theo sau em luôn nhé. Wow. Theo như kẹo thấy thì phía trên này làm gì có ai đâu. Đậu xanh nó lại vắng vãi trưởng đấy chứ anh em. Cái kiểu vắng như này thì hơi nể rồi. Ok, chúng ta sẽ chạy qua cái phía này coi. Hiện tại thì kẹo đang ở một cái căn nhà ven sông nha anh em. Và ok, chúng ta sẽ bơi để sang tới được bờ bên kia nhá. Đâu rồi anh em, lên phía trên coi. Wow, bo thì đang thu lại nhá. Let's go nào mọi người. Cái đồ này công nhận là cao quá anh em ơi, nhưng mà không sao, chạy xíu là lên được thôi à. Đâu có gì phải ngại đâu anh em. Ok ok. Vâng, rồi là còn lại có 12 người chơi nữa mà thôi này. À, đủ anh em ơi. Lên trên và chúng ta sẽ kiếm thêm mạng thế nào. Ui, trên này là có một cái con xe mà thật chắc là bị nổ anh em ạ. Lượn lờ xung quanh con nào, mình cứ nghe tiếng chân ở đâu anh em ạ. Trông nó có vẻ như là gần gần mà lại không phát hiện ra được vị trí cơ. À, đậu xanh. What the hell. Phía sau này có người hả? Đâu vậy? Thật sự là kẹo còn chưa nhìn rõ được cái vị trí của nó cơ. Nhưng mà theo như mình nghĩ là nó ở ngay cái phía 240 độ này thôi. Ok. Trong nhà thì phải em ạ, em kiểm tra xem có phải hay không. Anh nghĩ là nó chỉ ở trong nhà mà thôi. Ngoài này thì anh tìm đâu ra đâu. À đây, đây rồi, đây rồi. Đây rồi em ơi, phương anh ơi. Cho này nha em ơi. À đủ, đậu xanh. Đậu xanh này. Ngon lành cái đào. Và bây giờ kẹo đã có được mạng thứ 3 rồi nhá. Ok anh em, đơn giản là mình sẽ quấn máu cho nó đầy máu đã, chơi game cho tự tin. Không kiểu anh em không đầy máu là chơi game nó sẽ giảm đi cái độ đẹp trai hẳn. Đấy, nên là anh em lúc nào cũng sẽ phải bơm đầy máu cho kẹo nha. Có thể là nó sẽ hao bớt tí máu của anh em, nhưng mà không sao cả đâu. Ui, một tí nữa hả? Ok, gục nhé em ơi. Nữa hả, lên bảng đếm số luôn này mọi người. Ok, quá là easy. Mạng thứ tư dành cho sĩ kẹo. Đây, bọn này thì có cả bom keo nhá. Mình sẽ tranh thủ mình lượm thêm bom keo mà thôi. Ngon lành. Ok. Trong này thì mình sẽ cuốn máu cái đã anh em ơi. Cuốn cho full 200 máu luôn nha. Đó. Ra phía ngoài thử cái nào. Úi dồi ôi, tương đối là nhiều đồ ngon nha mọi người. Em ơi chạy hả? Đây. Anh với em sẽ lại tiếp tục đi săn người nhé Phương Anh. Đây đây. Em ơi. Ủa. Chờ gấu lút đồ hơi lâu xíu anh em ạ. Vào đây mọi người. Let's go thế nào các bạn ơi. Phía dưới này thì cũng chẳng còn nâng giáp đâu. Đơn giản là anh em đã chơi tầm khoảng là hết một nửa trận đấu rồi thì phải anh em ạ. Hơn nửa trận đấu rồi. Nên là làm gì mà còn nâng giáp ở chỗ đấy nữa. Ok em, anh sẽ chạy theo em và bảo vệ cho em nhé. Nghe nó có vẻ hơi sến sến tí nhưng mà thôi kệ anh em ơi. Tôi thích chạy phía sau gấu này. À đủ. What the hell. Trời ơi, gục cho em ơi. Hình như là thằng bạn nó nữa này. Bạn nó này em ơi. Úi dồi ôi, dựng tường băng hả. Ngon lành cành đào và bạn thứ 6 dành cho xích kẹo nhé. Cứ tận là mấy ông chính thế nào cơ. Chứ còn là lên xe như thế thì tôi căn sọ cho cơ mà vỡ sọ nhá. Rất là chia buồn vì hai bạn này đã phải ra đi khá là sớm ở trong cái ván đấu này. Ok,
Bây giờ còn tận 4 đứa nữa cơ. Hai ông này ra đi sớm quá đâm ra hơi buồn anh em ạ. Thôi thì cố gắng tôi sẽ kill nốt 4 đứa còn lại và chắc là sẽ lấy được khoảng là 10 kill top 1 là ổn đấy. Hầu như là trận đấu nào thì mình cũng mong muốn là sẽ có được 10 kill anh em ạ. Nó là một con số vô cùng là tròn chỉnh và kẹo thế là số 10 đen. Giống kiểu anh em mà đi học thích được điểm 10 đấy. Đây, lên phía trên nào. Wow. Phía trên này khá là vắng. Đơn giản là hiện tại thì bo này còn to lắm mọi người ạ. Đâm ra là chúng ta nếu mà chạy đi săn mạng thì sẽ hơi mệt một xíu này. Không sao cả. Còn lại 4 người chơi nữa tôi nghĩ là cũng sẽ kiếm nhanh mà thôi. Nó cũng sẽ không có khó khăn đâu các bạn ạ. Ok. Mình sẽ chạy theo cái phía 345 này coi nào. Ủa em ơi ăn nấm hả? Thế để anh canh cho. Đi nào mọi người. Đây mình sẽ chạy qua cái phía này nha. Ok 4 mạng nữa. Từ từ rồi là đi săn thôi chứ biết sao giờ nữa hải anh em ơi. Kẹo sẽ chạy lên phía trên này coi nào. Người đâu rồi thì mình đâu có thấy đâu các bạn. Ủa ơi, bò to lắm anh em ạ, công nhận luôn đấy. Bò của này to quá sao chơi. Đây rồi anh em, mình sẽ lượn lờ xuống cái khu phía dưới này coi nào. Người đâu cả rồi vậy. Wow. Chưa thấy ai cơ mọi người ạ. À có một cái xe này. Em ơi đừng lái xe nữa nha em ơi, xuống xe đi em ơi. Anh xoay cái nổ xe lại kêu bây giờ. À đủ cái thằng này. Vẫn lái xe nữa hả? Đậu xe này chạy đi em ơi. Ui dồi này chạy đi em ơi. Ok lên bảng điểm số nhá. Anh bảo cơ mà ngáo quá cơ, lái xe làm cái gì bo này. Đáng tiếc thật anh em ạ. Ok. Còn lại ba đứa này là cơ bản là kẹo vừa trang bị lại cái đồng ba đấy. Để tăng cái lượng sát thương của súng sấy cho nó gắt anh em ạ. Chứ còn là cái chuyện mà anh em trang bị giảm thanh thì nó quá là bình thường rồi. Ok. Để coi nào mọi người ơi. Ui ui ui. Gì vậy? Ôi này bắn ghê vậy. Từ từ đây. Sự bom kẹo cẩn thận nhá. Bạn ơi bạn sấy gì mà ghê vậy. Kẹo lại sợ bạn quá cơ. Ok. May là lúc nãy thì mình có lượm nhiều từ máu nên là bây giờ lấy máu ra mà bơm thôi anh em ơi, mặc quấn thôi chứ ngại gì. Rồi ok thank you. Thằng đấy nó ngay sau gốc cây phía 15 độ. Wow. Hình như là chơi chiêu đứng lên ngồi xuống à, thấy sấy ghê vãi trưởng. Dương kẹo thì sẽ không có chơi cái trò đấy anh em ạ. Kẹo thấy là nó khá là mất cái cân bằng game là thôi. Với lại anh em lại bảo là chích để chơi game thì không có hay lắm. Nên là thôi mọi người ạ, kẹo sẽ bắn sấy và di tâm như bình thường thôi à. Ok. Cho nó chạy ra một xíu nha em ơi. Kiểu nó ngồi sau gốc cây thế thì sao chơi. À đủ. Mình sẽ quay vòng loanh quanh xem là đơn giản ấy là còn hai thằng nữa. Chúng ta chỉ biết là vị trí của một đứa mà thôi. Đậu xanh. Để biết ngay mà gặp quả mấy đứa chơi đứng lên ngồi xuống mà. Kẹo thì biết chơi cái thủ thuật này nhưng mà thôi anh em ạ. Không có chơi. Chơi làm gì hả anh em? Đơn giản thôi anh em, chỉ cần là anh em ngồi xuống nhá, xong anh em bật ống ngắm và anh em đứng lên thôi. Thì khả năng mà auto aim và headshot vào đầu thì nó sẽ khá là cao nhá. Đậu xanh mà chạy hả ơi, coi chừng là anh sấy cho chú xanh mộ luôn nhá. Nãy giờ là công nhận là chú cắn trộm hơi lâu rồi đấy. À đù, vẫn còn đấy cả. Xem là chú có đấy qua nhiêu lâu nữa nha. Đơn giản là bo nó lại thu lên phía trên này nè, sẽ rất có lợi cho team của kẹo nhá. Đậu xanh. Bo đang thu rồi kìa em ơi, chạy nhanh. Chạy nhanh không ai sấy cho xanh mộ lại kêu bây giờ đậu xanh. Ngay phía 30 độ nha anh em ơi. Mình sẽ xem và sấy cho thằng này nó lên bảng điểm số luôn chứ để nó cắn trộm quá lâu rồi nha em ạ. Nào nhìn xung quanh vào nào. Bo thì càng ngày càng nhỏ rồi nhưng mà tôi vẫn chưa thấy được vị trí của hai đứa còn lại. Chỉ thấy là một đứa ở ngay phía trước mặt thôi nha anh em. À đủ. Chạy bon hải em ơi. Úi dồi ôi chạy bon này em ơi. Úi dồi ôi chạy bon này em ơi. Anh sấy cho lại hỏi tại sao lại còn dựng cặp. À tất cả. À đơn giản là mình còn ít đạn súng trường thôi nên là mình sẽ thôi nhá. Đây dựng bom keo cẩn thận này. Ok em ơi anh cứu ngay. Em đứng gọi lại là ok mà. Đơn giản là nó chơi đúng không các bạn. Đậu xe này. 1-5 hả. 1-5 này. Ui. Vẫn đang còn sống cả. Nữa hả? Đậu xe này mà đẩy lên để chơi anh ạ. Ok em ơi. Để anh quấn máu phun cái đã nhá. Bây giờ là còn lại hai mạng cuối bên thôi. Tôi nghĩ là hai đứa này thì cũng sẽ cùng một team với nhau thôi nha em ạ. Ok ok.
có lẽ nào mọi người hình như là chúng nó đang để lên rồi thì phải à? Chắc không vậy anh em. Mình sẽ tranh thủ là mình loot thêm một xíu đồ nha các bạn ơi. Ok. Chào bác thân mọi người, mo đang thu lại rồi nhé. À đủ, kia hả? À đây. Chạy mo hả ơi, úi dồi ôi, chạy mo hả ơi. Coi chừng là lên bảng điểm xuống nữa nhá. Ơ kìa, một đường ngay phía trên cả. Cái đậu xanh này làm gì ở đó vậy hả em? Từ em ơi, để anh xem anh xử hai đứa cho. Anh thì ngại gì hai đứa này đâu em. Ok, ui, nó câu liệu qua chỗ mình đã này em ơi, chạy nhanh. Cái đậu xanh này lên bảng điểm số nha em. Yes, tuyệt vời. Như vậy là mình đã có được top 1 rồi nha em ơi. Về 9 kill nha, đây kill gấu nào. Kill gấu để cùng ăn mừng trước sau nữa hả anh em. Ok ok, trời ơi top 1 quá ngon lành này. Yes, quá đã các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.